Uống một shot nước ép nồng vị gừng, bạn đã thử chưa? Mình đã áp dụng công thức nước ép này trong vài mùa đông rồi, như một liều vaccine phòng cúm tự nhiên vậy. Dùng máy ép chậm mini chỉ có 3 linh kiện này để làm ra những chai nước ép mini với mình nha. Ưu điểm cực lớn của máy ép chậm mini 3S LadyChef theo mình là tháo lắp cực nhanh, chỉ 3 giây là đã sẵn sàng để ép rồi. Linh kiện thì không có chi tiết phức tạp nên là lúc rửa cũng nhoáng cái là xong. Nhờ vậy mà dạo này chồng mình chăm ép nước cho mình lắm, tại thấy tháo nhanh và rửa nhanh ấy, chứ còn hồi trước có nhờ thì cũng miễn cưỡng lắm luôn. Ginger shot thì có rất là nhiều công thức và trong đấy nguyên liệu quan trọng nhất là gừng tươi và sử dụng với một lượng đủ nhiều để có vị cay nồng đặc trưng. Chứ không phải là chỉ dùng một mẩu nhỏ để tăng hương vị cho nước ép. Nhiều người có thể mix nước ép gừng tươi với nước ép cam hoặc là chanh và thêm một chút mật ong nữa. Nhưng mà mình thích dùng táo tại vì nó có cả vị chua lẫn ngọt rất là hài hòa. Thêm nghệ thì sẽ tăng thêm công hiệu tại vì nghệ cũng là một loại gia vị tương tự như gừng, có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và có nhiều đặc tính chống oxy hóa. Định lượng thì không cố định đâu và nếu mà bạn chưa quen ấy, thì có thể dùng ít gừng hơn nha. Công nghệ ép lạnh hiện đại giúp tránh sản sinh nhiệt trong quá trình chiết xuất nước ép, hạn chế tối đa quá trình oxy hóa nguyên liệu, do đó mà thành phẩm sẽ rất thơm ngon và giữ lại được nhiều vitamin, khoáng chất và enzyme tươi sống. Bạn uống mỗi lần một lượng nhỏ Ginger Shot thôi nha, và thay vì nhâm nhi như nước ép bình thường thì hãy uống ực một phát, cảm nhận vị gừng cay sộc cực kỳ sảng khoái luôn. Máy ép chậm mini 3S Lady Chef thì siêu nhẹ, chỉ dưới 1 kg và giá thì còn chưa tới một củ khoai nữa. Mọi người tham khảo thêm thông tin và tranh thủ mua khi có ưu đãi nhé.